cái này á là mỏi lên đó. Mỏi lên mới đợi được, đúng rồi em đợi rồi đó. Em mỏi giùm anh cái này ra đi. Ok, bên đây nữa. Này. Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhé. Hôm nay mình sẽ test ra nha các bạn. Ôi, em số mo không chạy được em. Số mo không chạy được. Phải yên tâm với anh đó. Anh đó đứng anh nhìn cái gì á chứ không nhìn xe. Cái này nhìn gì mấy anh? Mimi. Em chạy thấy ok không? Hơi nặng cái đầu. Thấy không? Hai cái trợ lực nào. Đó là cái trợ lực đó. Thì hai cái trợ lực này á giúp mình nặng hơn. Nó nặng hơn chứ cái gì đó hiểu không? Mày có trả số 4 này, số 4 á, trả số 3 đi. Rồi mày chạy hư xe hết rồi. Thì mày trả số chứ. Mày trả số 2, số 3. Em mới vậy xe số đầu tiên luôn á. Chết. Mày đọc cái gì? Mày đọc cái gì? Mày qua thấy cái phụ này giống G cũng em ha. Không em, mày bị sóng hồng. Mày bị sóng hồng. À, em thử em đem bô mấy cái chơi rồi. Có bô luôn hả? Không có bô, xe này gì có bô. Anh trả số quẹo em. Má chủ xe coi lượng clip hàng chủ xe chồng em lắm luôn á. Mày cũng thấy sốc giùm á. Sốc giùm hả? Mày cũng biết sốc cho chủ xe luôn hả? Mimi. Ôi. Ôi. Đứng đây gì vậy bạn? Đứng đây gì vậy Cường? Ủa? Cường hay? À nút. Rồi, tao sai. Lại thấy đi với mấy kia mà sao giờ đi với con chó là sao? Biến thành cái rùa. Ghê vậy. Cái rùa win. Em sẽ tít. Bé kia đâu rồi? Bé kia nãy đang đi, tự nhiên bồ nó đến. Nó kêu khoa, tự nhiên cướp bồ nó. Có đâu, không có bất cứ bồ nào đâu. Ủa có ăn axit không? Không có, nó phun nước miếng à. Axit nữa. Axit hả? Ừ. Túi rồi, túi. A few moments later. Thôi có cái nón ấy rồi. Đây. Okay. Thì hôm nay mình sẽ review con chó này. Các bạn đây là giống chó Poodle các bạn à. Đúng rồi. Giờ hết giỡn. Tại vì mình không dám bỏ xuống đất rồi chạy lăn vòng không mất nữa. Các bạn gán nhìn nó đi nha. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn con quay. Được dọn, ta nói là full option luôn, không có gì để chơi luôn Cường. Bữa hết game giờ tới quay. Ủa mà phàn lắm mà Cường. Phàn chứ. Biết giá trị game bao nhiêu tiền không? Cái gì game quay mà. Ý lộn. Chứ quay bao nhiêu tiền không? Nhiều ạ, à? Nhiều dữ ạ, à? Trời giỏi lắm, tầm 20. Trời ơi, giỏi lắm. Giống mấy thằng giỏi lắm. Với 20 về còn mua thay thắng nè. Còn mua được cái bản lề thay thắng thôi nè. Lục. 20 triệu chứ mua được cái thắng à. Thôi. Không được nha, cái bản lề nha. Cái bản lề còn thôi à. Cái là 47 triệu. Bilet còn. Vậy tổng giá trị xe này nhiêu ạ? À? Tổng giá trị xe này còn nói luôn được hết hồn nha. Thì... không nhớ nữa. Ủa tao bắn mày á. Thật ra giá cụ thể nó là cỡ hơn 100 triệu một xíu. Xe này chắc nhiều đồ chơi lắm hả? Xe này là... full chưa? Full hết rồi, không gì full nữa. Dạ. Full còn dư nữa Cường. Dư luôn hả? Dư luôn, trời ơi. Vậy Cường mang về nha. Dư mà. Ừ, dư Cường mang về được. Đúng rồi. Nhưng mà Cường mới nhớ Cường phải đưa tiền phải mang về được. Ok á, à, chắc mày. Cái gì mà trả giá bằng tiền bạc hết Cường. Cái xe dư nguyên con Vin nó là bây giá thị trường bây giờ tầm 20 đến 30 triệu tùy con. Ủa này quay Thái luôn đúng không? Quay Thái. Quay này là quay 110 cái đầu ET này Cường. Đúng quay hái luôn Cường, đầu ET. Ok. Thì được dọn hết nguyên con rất là đẹp Cường. Cái màu sơn là cái màu đen. Là ai vậy? Con ngựa này người sơn lại là sơn màu móng vuốt, màu xám. Móng tôm. Móng vuốt hay móng tôm. Cuối cùng móng nào? Thôi Cường thích ăn mặt. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Cái xi măng này. Thì màu xám xi măng này kết hợp với màu đen nó rất là nổi Cường. Thay vì cái dựa zin nó là màu đen. Đó. À. Và cô kết hợp với đó là áo này lên bộ tem. Bộ tem này là bộ tem quay 110. Đẹp quá ha. Quá xuất sắc luôn đó ha. Quá xuất sắc luôn. Cam may cũng đẹp nữa. Trên đầu Khoa nói rồi, cái tay này, cái tay bilet. Trời ơi, cái tay bilet hay sướng rồi. Nó thắng gấp bao nhiêu dịu luôn rồi. Bóp đã lắm à. Dịu sướng lắm. Bóp như bóp cái gì là cô biết rồi đó. Ok. Còn cái này cô thấy cái này lạ không? Cầm này cầm lạ không cô? Cơm này cơm. Là cơm inox. Sai. Đúng không? Xin xem lại. Ờ xin xem ạ. Cơm này cơm cường rõ đen quá không thấy đường. Made in Italia cơm Tomabelli. Tomabelli. À tiếng Ý. Italia là của bên Đức đó cường. Ngu rút. Cơm Domino công tắc. Full công tắc. Trời sao nhiều nút quá vậy? Thì nó bên đây không có nút không? Ờ bên đây không lấy có. Bên này hơi quăng ngắn bên đây hết trơn rồi nè. Giờ nó bị không cân đối nha. Không cân đối. Cái đề ở đâu mình cũng biết không?
Ờ ha, để đâu ta? Đây nè, đây nè. Xe chuyển qua bãi rồi. Ừ. Nó bị ngược nha. Người giàu có cách lối đi riêng hả? Có lối đi riêng đúng rồi. Còn mình cứ đi lối đi chung đi. Mình cứ đi lối mòn của mình đi. Cái hai cây chơi lụp. Thì tổng giá trị mỗi cây là 9,5 triệu. Ủa mà sao anh gắn chi nhiều vậy? Không gắn thêm cây trên đây nữa đi. Bố có nói rồi, gắn thêm cây nữa đi, anh không chịu. Anh kêu tay ta đủ đô rồi. Anh tính là tập thêm 3 gym mới đi được cái đó. Không một. Thôi. Phát đẹp quá ha. Quá đẹp luôn. Ông Salaya đây, full ông Salaya hết luôn. Full luôn hả? Trời ơi, đẹp lắm còn. Full Salaya hết, Salaya đời mới luôn nha. Đây, còn này ốc gì vậy? Ốc này là ốc. Thôi đừng quay ốc Long Vinh. Đâu phải già đâu. Thôi mua được nào. Bây giờ bị chửi đúng rồi. Một cây khoai đã thấy nặng rồi, giờ hai cây nó còn nặng hơn nữa. Ví dụ 3 cây rồi sao? 3 cây là cường đừng có chạy, cường đừng có quẹo luôn. Có lần quẹo cường xách cái đít đó. Bắt cường hỏi ngu quá. Mặt nạ cũng đẹp mà cường, mặt nạ hay nóc. Trá màu trắng đây. Rồi, tới vàng chân nè. Cái đĩa này, đĩa Pitek. Đĩa 10 chén H350 gây đi cường. Trời ơi, đĩa này nhìn nó sắc xảo luôn ha. Quá sắc luôn. Mà nhìn nó giống nhìn kỹ giống đĩa lô quá. Đồ ngu. Cút mẹ mày đi. Con heo này heo Bilet. Trời đi heo Bilet với lại đi cái Rosie nè, tay Rosie, trời ơi. Nó là đỉnh cao rồi cường. Cùng với nó là đi cái bột cái niền Excel rim. Ồ nó mới nha. Excel mới rồi cường. Mới chạy nè. Mới chạy. Thấy mới không? Mới thì luôn. Mới thì chạy luôn á. Gió IRC Gon Seri. Thấy không? Đầu ET lòng. Đi cái tặng nhiệt rất đẹp, nhìn sáng cái đầu lòng liền ha. Quá sáng luôn. Thì đi cái cổ vô cổ titan luôn. Cổ hay cường thấy không? Nó xinh xinh đẹp á. Cái này cái giò mà không ai muốn đạp. Nhìn mũi lên cường đạp sợ dưng, sợ nó dưng. Ui cái dưng nè. Đạp được, này cũng đạp nó đụng nè, sao mà đạp được. Giò đạp không ai đạp. Nè bị đụng nè. Tất kè ừ. Mua giò đạp mà không ai đạp, không ai dám đạp luôn á. Nó xinh xinh nè, cũng xịn lắm mọi cường. Ở đi cảng quay nai. Nó mỏng hơn cảng Vin, mỏng hơn nhiều. Làm cho lộ hết cái này ra đẹp hơn ha. Đúng rồi. Đó. Chưa hết nha. Đây. Cây bồ. Cây bồ này là cây bồ xá lại già. Ốc xa già, bồ xa già luôn. Đọc đúng. Xá lại già. Cái này là hàng gia công. Bồ của Thái Lan. Gác gọn cũng đẹp nữa cô. Đẹp chứ. Cùng nhìn cái bồ này phong bồ 204. Thái Lan bồ 204. Xíu qua cho cậu nghe tiếng hơi vàng hơi. Ủa anh đi phù gì ạ? Connection. Nature. Thay vì đi cái cạnh thắng đi máy phù 2 rất là đẹp luôn ha. Đó, tiện TBT đây nè, cái cấp cà tè. Cái tăng sơn, bắt tăng sơn TBT. Cạnh thắng. Full. Ê, cũng gọt đẹp nữa. Đẹp mà nhỏ nó ngồi nó không muốn xuống luôn á. Hả? Mà cơ bản nó xuống có được. Cao quá. Nhưng mà cái phù này mình nói mình cái trải nghiệm nhúng thì nó cũng được thôi. Chứ không có ok lắm nhưng mà được cái nó mắc tiền. Được cái mắc tiền thôi chứ không có gì hết á. Xe này được cái mắc tiền chứ không có gì hết á. Mấy câu này là dành cho mấy nào nói biết không? Ai vậy? Mấy nhà nghèo á. Được cái mắc tiền chứ không có gì hết á. Nghèo ảo thích đấy. Con nẹt bô cho người nghe hả? Ừ. Để máy thử coi. Dạ. Dạ. Phải kéo này lên công tắc on off á. Rồi kéo lại coi. Gì? Nè. Rút ra rút chút mềm đó. Nó mới nổ rồi. Đó, đè một cái lên liền. Thì máy này như là máy làm có làm rồi. Có làm theo em nhở? Ừ, làm rồi. Còn lô đai nên hơi nghe tiếng căm cò xíu vậy. Ờ, hơi có tiếng căm cò. Nhưng mà tiếng bôi, nó nghe nó thanh hơn tiếng bôi 24 nhiều. Nhưng mà không la lớn được, không la lớn. Không la lớn được. Ở cái comment dặn đau tai quá à. Ủa mà nãy Khoa đi thử rồi đó em không? Con nhỏ kia đi thử mà. Thì nhỏ nó chở Khoa mà. Khoa đâu có cảm nhận xe đâu, Khoa cảm nhận cái tháng. À, hiểu rồi. Nó cũng tân lắm. Nó lúc mềm không? Lúc mà qua ngã tư nó cứ nó tân nữa. nó mềm. Ủa mà đi xe sao mềm? Bánh mềm hả? Ờ, bánh mềm. Bánh nó mềm quá, bánh nó tưng. Ok. Ủa, bánh mềm sao tưng ra? Bánh căng mới tưng chứ. Bánh căng mới tưng chứ. Nói chung là được. Cái cần số này, cần số nhôm này mình cảm thấy cái nó làm dài bước chân mình hơn xíu cơ. Đúng không? Làm chi dài vậy? Nó dài lắm. Nó dài hơn xíu. Mà Khoa hay đi guốc hơn bị đập không có được. Ủa? Gì cơ? Biển số kìa.
biển số này nó còng nhiều quá vậy. Cái gì? Nhiều cái còng quá vậy. Cái này chắc đi bốn khóa rồi. Bốn cú lịch đó. Thì xe đã xong rồi, thì hôm nay mình cảm ơn bạn đến cái vlog của mình nha. Cảm ơn bạn, hẹn bạn, gặp bạn các bạn lần sau. Bye bye bạn. Dạ, kêu bye bye rồi. Bye bye đi. Chào người ta. Đứng lên. Chào người ta, ngồi xuống. Ngồi xuống. Chào người ta. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mọi người đại đồng giật mấy bạn ơi. Chào người ta. Chào lại lên. Chào không? Chào đi. Bye bye bạn.